Chào bà con. Ngày hôm nay mình vẫn còn bệnh nhá. Hôm nay thứ hai trong mùa phóng sinh. Thì bây giờ mình đang mày ăn một tiếng rồi bà con ơi. Mấy cái con cúm này nó dữ quá chừng đi. Nó quất cho tuần lễ gì mất tiếng rồi. Coi như ho quá chừng đi. Thì bây giờ bắt đầu mình đi kiếm gọi bác sĩ nào ông làm việc hay bà bác sĩ là làm việc á. Ở đây là cái nhà thờ St. Brendan ở thành phố Bangsal, rồi trường học của St. Brendan. Thì đây là cái chùa mới, cái chùa Phổ Minh mới xây, cũng khoảng chừng 6-7 năm gì đó. Hồi xưa thì cái này nó là cái mấy căn nhà đó, rồi cái tiền tài trợ để mà mua mấy cái căn nhà này rồi xây lên do công sức của dân chúng ở bên Úc hay thế nào mình không biết, nhưng mà được cái khi mà xây chùa như thế này nè thì được chính phủ tài trợ, còn nếu mà xây nhà thờ thì lại không được, tại vì nhà thờ nó quá nhiều rồi. Thì bây giờ coi như chính phủ Úc họ muốn coi như dân Á Châu tới đây để du lịch thì họ cho phép xây. Có nhiều căn nhà nó coi như họ mua lên xong bắt đầu họ sửa sang chút xíu để làm thành cái chùa, rồi về Việt Nam thì thỉnh ông sư nào đó với Việt Nam qua thì chính phủ cũng cho phép, tại vì nó bên này nói là vấn đề tâm linh thiếu sư cụ thì ra người ta cho. Đó, coi như cái địa điểm này cũng rất là gần, nhưng mà nó kẹt cái ca bạc của cái chùa này không có. Thì cái ca bạc của cái chùa này không có, xây rất là đồ sộ, coi cũng đẹp quá bà con ha, coi cũng rất là đồ sộ đẹp. Số người tới cầu nguyện như thế nào thì mình không biết nha. Cầu nguyện như thế nào thì mình không biết, nhưng mà nó được cái địa điểm nó tương đối, nó gần cái thành phố á, gần thành phố, gần trạm xe lửa thì coi như rất là tiện lợi cho du khách. Rồi không riêng với cái căn nhà này mà cái đi khoảng chừng cây số nữa thì cũng có một căn nữa. Thì cái mấy căn nhà đó coi người ta mua nhà bình thường thôi, rồi người ta xây sửa lại thành cái chùa. Rồi không biết cái sự cạnh tranh như vậy, không biết tín đồ Phật giáo sẽ đi chùa nào thì mình không biết nha. Nhưng mà cái chùa nào mà đồ sộ nổi tiếng á thì thông thường thì có tín đồ Phật giáo nhiều, nhất là cái chùa mà ở gần Kapramata đó, nó cũng rất là lớn. Rồi người Tàu, người Việt, rồi Campuchia người ta tới đi lễ cũng nhiều, nhất là trong mấy ngày mà ngày rằm hay cái gì đó, ngày rằm hay nhất là cái gì lễ Vu Lan cũng rất là đông. Đó thì cái chùa đó cũng được cái nó gần một cái phương tiện coi như chỗ đậu xe ở đây, nhưng mà khó lắm, khi mà người ta đi lễ chùa cũng rất là khó. Bình thường hôm nay ngày thứ hai nè mà mình đi đậu xe không nổi, mình chờ một nửa tiếng đồng hồ không có cái xe nào mà ra để mình đậu hết trơn trọi à. Coi cái nhiều cái mới nó vừa ra cái là mình nhảy tới thì không kịp nữa rồi, để có người khác họ đứng đó họ chờ từ đời nào rồi. Chính vì vậy mình phải đi đậu xa chút xíu, thì mình đậu ngoài đường thì cũng có chỗ đậu vậy, nhưng mà khi mà xách đồ thì mẹ Tây Tàu Việt Nam gì cũng làm biếng hết trơn nè. Thì hôm nay thì ông về xe cũng đang chờ nữa bà con. Là vừa rồi mình đứng ở ngoài này mình chờ hết lâu quá đó, cuối cùng mình phải quyết định mình đi. Thì nhiều khi mình đi kiếm bác sĩ coi cái tình trạng của mình nó thế nào, mà giờ mất tiếng rồi coi như hai vợ chồng cả đêm ho quá chừng đi. Thì cái con cúm này nó dữ dội quá. Để cái hôm vừa rồi mình có nói cái Liberty Plaza nè, cái này do mấy ông bác sĩ Việt Nam họ ủng tiền với nhau thì họ xây. Coi
hôm trước nhà họ xây coi như cũng rất là thành công, tại vì nằm ngay địa điểm coi như tốt á, nên là cái mấy người mà thuê đây họ họ làm ăn cũng thành công. Thì nếu mà người ta làm thành công á thì người ta tiếp tục thuê rồi, rồi để mấy anh chủ shop á thì bắt đầu có tiền. Nhưng mà ở phía dưới này là có nhiều cái nó cũng phê quá chừng bà con, coi như người ăn thua hên xui thì ông trời ban thôi, chứ chẳng tình trạng không có tài giỏi gì hết rồi. Vậy để mình dòng lại chút xíu cho bà con coi ha. Thì cái shop này hồi trước á nó làm về nhà hàng, làm nhà hàng để coi khi một thời gian đầu nó mở thành công quá chừng đi, mở thành công rồi sau cái không biết làm ăn như thế nào không biết nữa, rồi số khách cái coi như nó cạnh tranh nhiều quá, rồi cái có thể cái nó quan trọng nhất là cái tiền thuê đó. Nếu mà tiền thuê rẻ người ta đang còn ráng nữa, mà tiền thuê mắc quá người ta chịu không nổi, người ta chịu không nổi nên người ta phải chạy thôi. Ồ, cái này nó mới xây khoảng chừng mấy năm, khoảng chừng 10, 11, 12 năm. Ồ, mà cái gạch của nó giờ chóc hết trơn rồi, kỳ vậy. Cái này xuống dữ ha, xuống cấp dữ à, nó bị lún à, bị lún thì coi như gạch nó bị nứt bể. Cái này người nếu mà người ta thuê vô người ta phải thay nguyên cái dàn gạch này cũng mệt lắm à. Cái hồi xưa thì nó là cái nhà hàng rồi, rồi bây giờ coi như nếu mà cho thuê rẻ thì cũng có người khác nhảy vô, nhưng mà mắc quá thì chịu thua thôi đó. Còn bên cái này hồi trước nó là cái tiệm cà phê ô cà phê gì nó vẫn còn nè. Nó bây giờ nó bán thêm kem nữa, nó bán thêm kem nó coi như cũng tương đối thành công. Thấy mình thấy cái này nó mở được khoảng chừng 4 năm rồi, coi như cũng thành công cái 4 năm rồi, coi như vẫn còn trụ trì được là coi như là ok. Còn cái số tiền là lời nhiều hay ít thì mình không biết nha. Đó, rồi coi đó cái khu Liberty Plaza đó. Thì nếu mà mình làm ăn nó mà kiếm được cái shop nào nó rẻ đó thì mình còn trụ trì được, mà nếu mà nó mắc quá chịu không nổi rồi thì mình phải lo mình kiếm tiền một tuần mình trả cho nó bao nhiêu tùy theo. Như ở cấp Ramata như ở đám này thì coi như nó cũng tới 2.000 đồng một tuần, 2.000 đồng một tuần ở cấp Ramata thì mắc hơn, tại cái địa điểm đó bây giờ nó trở thành địa điểm du lịch mắc lắm rồi. Còn cái nếu mà mình không kiếm nổi số tiền đó thì khi mình nhảy ra thì mất mấy chục ngàn rồi. Nhà cửa còn giữ được thì tốt, không giữ được thì vợ chồng lại cãi nhau ơi mệt lắm bà con ơi. Thì này bây giờ mình cũng sợ cái vụ làm ăn rồi, coi mình cũng dăng mấy căn nhà rồi, bây giờ sợ rồi. Rồi coi giờ chấp nhận đi làm hãng, nhưng mà nhưng mà giờ lớn tuổi ra kiếm hãng cũng hơi khó. Nó kiếm mấy đứa nhỏ trẻ trẻ nó dễ dàng hơn, còn mấy đứa giống như mình giờ lớn tuổi chút xíu á nó cũng cho việc, nhưng mà nói chung mà có chừng mấy tháng rồi nó cho nghỉ. Coi như mình vẫn chưa tìm được cái hãng nào nó cần thật sự, coi như mấy cái hãng là tạm thời không à. Đó, bây giờ cái địa điểm này mình trước mình quay cho bà con mấy lần rồi đó, thì có lẽ bây giờ mình không cần quay nữa ha, không cần quay nữa, coi mình tạm thời mình ngưng máy nha. Rồi ai thích cái video của mình á cho mình một cái subscribe á. Rồi nếu mà ai thích chùa đó cho mình cái comment, hay nhà thờ cho mình cái comment gì đó. Rồi mình mai kia mình sẽ quay tỉ mỉ hơn. Tại vừa rồi mình đi quay đại khái thôi. Mình đi tìm bác sĩ nào, ông nào, ông bà nào mà làm việc á thì bắt đầu mình vô khám. Tại vì nó bị mất tiếng này, nó không có vui chút nào hết này. Ok. Rồi thì bye bye bà con nha.